Dương, cũng chính là bản thu âm đầu tiên của bài hát này. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ thật nhiều câu chuyện về tâm tình người thủy thủ cùng hai vị khách mời. Xin được giới thiệu, nhạc sĩ Nguyễn Đình San là người học trò và có rất nhiều hiểu biết sâu sắc về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Và vị khách mời thứ hai, đồng chí Trần Quang Đầu, nguyên Bộ đội Hải quân. Cảm ơn cả hai vị khách mời đã cùng đến với chương trình Câu chuyện từ những bài ca. Và câu hỏi đầu tiên Mỹ Lan xin được gửi tới nhạc sĩ Nguyễn Đình San ạ. Anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ngày hôm nay anh có thể chia sẻ với các khán giả của chương trình về sự ra đời của các khúc này như thế nào ạ? Năm 1965 tôi bắt đầu bước vào trường đại học thì tôi rất là yêu thích sáng tác âm nhạc. Và một cái người mà tôi rất hâm mộ đó là nhạc sĩ Hoàng Vân. Chính vì vậy mà tôi đã mon men đến làm quen với ông và xin được thụ giáo, xin được làm học trò. Thầy cho học riêng với nhau thì nó thoải mái. Thầy thì lên uống nước, tôi mới lẩm nhẩm là nhổ néo ra khơi đêm nay khi trăng mọc, thì bảo cậu thấy bài không? Bài của tớ. Tức là anh hâm mộ nhạc sĩ Hoàng Vân bởi những sáng tác khác. Bởi sáng tác nhưng khác. Vô tình thì anh đấy. Rất thuộc và rất yêu thích tâm tình đấy. Người thủy thủ đấy. Mà lại không biết rằng hóa ra đây đấy. Là sáng tác của chính thầy mình. Đấy, thế là lúc đó tôi mới hỏi là thế thầy sáng tác cái bài này trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Thì Hoàng Vân mới kể cho sau. Đó là vào khoảng năm 1962, Bộ Tư lệnh Hải quân có vận động một cái cuộc sáng tác về đề tài thủy thủ hải quân. Họ cũng chưa tổ chức được cho các nhạc sĩ đi ra biển nên đang loay hoay. Thế tình cờ đã đọc được một cái bài thơ tác giả tên là Mai Liêm, có những cái tứ rất là thú vị. Và nó trùng khớp với cái cảm xúc của mình. Và mình phủ một mạch trong khoảng độ một buổi. Thì xong cái bài này. Thế là ông đọc cho tôi nghe cái bài thơ. Và nói về tâm tình người thủy thủ thì chắc chắn là anh Trần Quang Đầu là người có rất nhiều những chia sẻ. Bởi vì anh cũng đã từng có thời gian là thủy thủ rồi. Cũng đã từng lênh đênh trên những con tàu như thế. Với những tâm tình như vậy được không anh? Bản thân mình thì cũng có thời gian trong lực lượng hải quân là 25 năm. Cũng có thời gian khá dài đi làm thủy thủ. Vận chuyển đá cát và xây dựng Trường Sa. Thế nhưng năm 88 là tôi đã được nghe rồi. Đã được nghe cái bài hát ở trên tàu thì thấy cái bài hát đúng thực sự là cũng xúc động cho những người thủy thủ chúng tôi. Thực ra nhà thơ Mai Liêm lúc đó là giáo viên mà anh đi một cái chuyến từ Thanh Hóa vào đến Quảng Trị quê anh ấy thì anh ấy không đi đường bằng đường bộ, ngày ấy chỉ có ô tô và tàu thôi. Thế anh ấy đi xuống cái tàu biển anh đi, thì anh bị say. Say sau đó về anh viết thành bài thơ này và chúng tôi là những người thủy thủ khi được nghe bài hát thì rất cảm động. Những cái lời rất là chân tình của những người làm nhiệm vụ trên biển, những người con của biển và được các anh lại nhạc sĩ Hoàng Vân lại thổi hồn vào thành cái ca khúc. Vậy hồi đó các anh có hay ngân nga bài hát này trên những chuyến tàu như thế không ạ? Đã là thủy thủ thì chúng tôi rất là trân trọng bài hát này và thích lắm. Tức là tuổi thì còn trẻ, đi trên tàu chưa kinh nghiệm nhiều đi để chống được những cơn say sóng. Bài hát này là một trong số ít bài hát viết riêng cái thủy thủ. Và mỗi lần nghe thì đây là một cái động lực rất lớn để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn gian khó, trong đó có những cái chuyến ra khơi để tiếp sức cho đồng đội ở ngoài Trường Sa hoặc là những cái đảo của mình. Và bây giờ thì Mỹ Lan xin mời cả hai vị khách mời cùng các quý vị khán giả yêu thích bài hát này một lần nữa hãy cùng ngân nga theo giai điệu của Tâm tình người thủy thủ với sự thể hiện của ca sĩ Đông Hùng. Nhổ néo ra khơi đêm nay khi trăng mọc, tàu anh sẽ nhổ néo ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố càng thân yêu. Em hỡi chờ hỏi anh nhiều, em đừng hỏi rằng vì sao anh ra đi. Khơi xa kia có những gì, vẫy gọi ai, nhổ néo ra khơi. Anh biết rằng dẫu ở cuối trời, dù có những hòn đảo thân tiên đầy châu báu, không thể làm anh
Chúng ta vừa một lần nữa lắng nghe tâm tình người thủy thủ. Và anh Đậu ạ, kỷ niệm gì của đời thủy thủ anh nhớ nhất và có sự đồng cảm nhất với bài hát này? Vừa nghe xong bài hát mà ca sĩ Đông Hùng hát ấy, thì thực ra tôi rời quân ngũ được 10 năm nay thì như lại muốn nhảy lên tàu ra khơi ngay. Trở lại cái thời 17, 18 tuổi đúng không anh? Đúng rồi. Ra thăm đồng đội. Và cái ngày đấy thì có ca sĩ Anh Đào của nhà hát ca múa nhạc Hải Đăng. Có lẽ là không quên được khi mà những người lính biển chúng tôi được chị Anh Đào coi những người con, người em. Tuổi chúng tôi còn trẻ lắm, ngày trẻ lắm, 20, 21 thôi. Mà chị Anh Đào nói là ca sĩ thành danh rồi. Thế nhưng anh em chúng tôi có những người nhớ đất liền quá, nhớ quê hương quá mà xin chị Anh Đào tấm vải cắt từ tay áo chị ra. Chị cho bộ đội, thì bộ đội lại chia nhỏ ra cho mỗi người một, xúc động một quá. Mảnh để quê hương mình mãi trong tim mình. Đúng là những câu chuyện mà nếu không nghe kể thật thì không bao giờ ai có thể tưởng tượng ra. Một mảnh vải nhỏ để chia nhau cho vơi bớt nỗi nhớ đất liền. Hơi ấm đất liền. Rất là thương những người thủy thủ đã cống hiến nhiều năm tháng và tuổi thanh xuân của mình như vậy. Thế còn với nhạc sĩ Nguyễn Đình San ạ, khi nói về bài hát này thì có kỷ niệm gì đặc biệt khiến cho anh vẫn còn lưu nhớ mãi? Những cái năm tháng trước đây, khi mà hồi đó là phổ thông có 10 năm này. Học hết 10 năm thì có một số bạn vào đại học, một số bạn thì hoàn cảnh khó khăn, rẽ ngang đi làm. Anh bạn tôi thì đỗ đại học Bách Khoa, mà hồi đó Bách Khoa là rất sang, và Bách Khoa là oai lắm, thì không học đại học, tình nguyện xin đi bộ đội mà lại xin vào hải quân cơ. Sau đó tôi rất thú vị là tôi biết là cái động cơ mà anh ấy vào bộ đội, xin đi bộ đội bằng được mà lại phải vào bộ đội hải quân. Thế thì mới biết là vì chính cái hồi đó tôi hay hát cái bài Tâm Tình Người Thủy Thủ này. Và anh ấy rất thích cái bài này. Hồi đó là anh ấy chưa có dịp nghe Quý Dương hát đâu. Vâng. Hoặc là không biết là nghệ sĩ Quý Dương đã thu thanh chưa. Chỉ là bạn bè hát cho nhau nghe thôi. Thế là anh bảo là mình rất thích cái bài đó, là đi làm đời thủy thủ bởi thích cái bài hát đó. Để nói một điều là cái sức mạnh của nghệ thuật nó là như vậy. Nhiều khi có khi rất nhiều những cái lời huấn thị, khuyên nhủ chưa chắc đã có hiệu quả bằng một tác phẩm nghệ thuật. Sau này tôi có kể cho nhạc sĩ Hoàng Vân, ông ấy cảm động lắm. Và Hoàng Vân nói rằng đây là một trong những cái động lực để các tác giả có thể sản ra những cái tác phẩm. Mà cái nguồn ngưỡng mộ, cái sự thích thú hưởng ứng của công chúng, đấy mới là cái phần thưởng vô giá hơn bất cứ một thứ giải thưởng có giá trị nào. Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau về sức mạnh của âm nhạc. Và một minh chứng rất rõ ràng đây, anh Đậu cùng với những người bạn của anh, nhờ những bài hát như Tâm Tình Người Thủy Thủ mà đã vượt qua những cơn say sóng, rồi là những khó khăn trên những chuyến đi dài dằng dặc trên biển. Vậy cho em hỏi là đâu là câu hát khiến cho anh cảm thấy đồng cảm nhất, xúc động nhất trong ca khúc rất hay này? Bài hát rất là hay, nó đã làm động lực cho thủy thủ chúng tôi mỗi lần ra khơi. Trong đó thích nhất có lẽ là cái câu hát: dù có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu, hay có người thiếu nữ với đôi môi hồng như san hô, cũng không làm anh xa được em yêu. Đấy, câu đấy đúng không? Hay quá. Rồi. Ở đâu có người mẹ, có quê hương và có cả người bạn gái, đất liền luôn ở trong trái tim mỗi người thủy thủ. Cái bài hát thực sự là một cái động lực rất lớn cho những người thủy thủ khi đi ra với biển, và lúc nào cũng vững tin là trong đất liền có hậu phương rất mạnh ủng hộ những người lính biển chúng tôi. Đặc điểm của cái bài Tâm Tình Người Thủy Thủ này thì phải thấy rằng là đây là một cái ca khúc trữ tình. Theo tôi đây là một trong những cái bài tình ca hay nhất. Tôi nghĩ là nó sẽ sống mãi với thời gian. Mặc dù nó nói về một cái đối tượng cụ thể là những thủy thủ trên tàu, những thủy thủ, nhưng nó vượt lên cái đề tài cụ thể, bởi vì đây là tình yêu con người, tình yêu lứa đôi, lại tình yêu quê hương đất nước và tình yêu cái nhiệm vụ của mình, cái sứ mạng, cái trách nhiệm của mình, cái giá trị nó vượt lên như vậy. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đình San cùng với ca anh Trần Quang Đậu ngày hôm nay đã đến và mang tới thật nhiều câu chuyện ý nghĩa để giúp quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về một bài hát mà mình rất yêu thích. Và chắc chắn quý vị cũng đang có thật nhiều những cảm xúc đẹp và những kỷ niệm đẹp về ca khúc này. Ngay bây giờ, một lần nữa hãy cùng lắng nghe Tâm Tình Người Thủy Thủ, âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân, lời thơ Mai Liêm với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Dương. Nhiều
nẻo ra khơi đêm nay khi trăng mong tàu anh sẽ nhổ nẻo ra khơi. Tạm biệt em yêu vẫy chào thành phố biển thân yêu. Em ơi chớ hỏi anh nhiều, xin đừng hỏi rằng vì sao anh ra đi. Em ơi cũng đừng nên hỏi anh rằng ngoài khơi xa kia có những gì vẫy gọi anh. Nhổ nẻo ra khơi, anh biết rằng nếu ở quê trời, dù có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu, hay có người thiếu nữ với đôi môi hồng như san hô, cũng không thể làm anh xa được em yêu. Sóng gió nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao, có lẽ nào xứng với tình em. Tuyển chọn để tìm kiếm những tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tác đã bùng nổ và thu hút hơn 500 thí sinh tham gia. Qua 3 vòng sơ khảo, 25 thí sinh, 25 cá tính âm nhạc đã sẵn sàng để chinh phục thử thách và sức ép từ chương trình đưa ra. Đón xem chương trình vào lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. VP Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị đang đến với chương trình sàng chiến giọng hát.
cú lật kèo kinh điển. Anh sẽ bảo tồn cái 30 triệu đó để đánh lại đúng người anh.